60 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, quân chủng phòng không không quân đã anh dũng chiến đấu, lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần làm nên thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Đỉnh cao là chiến thắng chiến dịch phòng không tháng 12 năm 1972, buộc Mỹ phải ký Hiệp định Paris chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Những chiến công trên bầu trời miền Bắc, trong nhiều chiến dịch lớn trên chiến trường miền Nam, quân chủng đã bắn rơi hàng ngàn máy bay hiện đại của Mỹ, bắt sống nhiều giặc lái, góp phần vào thắng lợi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Càng trong gian khổ ác liệt, chủ nghĩa anh hùng cách mạng càng được phát huy cao độ, làm người sáng phẩm chất cao quý bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ phòng không không quân ưu tú trên mặt trận đối không. Tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ chiến sĩ quân chủng đã và đang tập trung xây dựng lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, chủ động bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, không để Tổ quốc bị bất ngờ từ trên không. Bộ đội radar là một trong bốn lực lượng nòng cốt của quân chủng phòng không không quân, quân đội nhân dân Việt Nam. Radar, pháo phòng không, tên lửa, không quân cùng nhiều lực lượng khác. Với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, kịp thời phát hiện, thông báo mọi hoạt động xâm phạm không phận và tấn công đường không của địch cho các lực lượng trong quân chủng phòng không không quân, hải quân, bộ đội biên phòng, không để Tổ quốc bị bất ngờ bởi các tình huống trên không. Ngoài ra, bộ đội radar còn có nhiệm vụ dẫn đường bay cho lực lượng không quân chiến đấu. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mặc dù mới thành lập, trang thiết bị còn thiếu, kinh nghiệm tổ chức chỉ huy còn có mặt hạn chế, song với tinh thần phát hiện địch từ xa, nhanh, đúng, đủ, chính xác, kịp thời, lên cao vươn xa cánh sóng, và phương châm tiến sâu ở lâu trụ vững, bộ đội radar đã chủ động sáng tạo, vạch nhiễu tiềm thù, phát hiện địch kịp thời, chính xác từ xa, bảo đảm cho lực lượng phòng không không quân bắn rơi hơn 4.000 máy bay Mỹ các loại. Riêng bộ đội phòng không không quân bắn rơi 2.635 máy bay Mỹ, trong đó có 64 chiếc máy bay B-52, 13 chiếc máy bay F-111, tiêu diệt và bắt sống nhiều giặc lái. Ghi nhận thành tích của bộ đội radar, Đảng, Nhà nước ta đã phong tặng binh chủng radar cùng nhiều đơn vị cá nhân thuộc binh chủng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác. Hình ảnh về những cánh radar như những cánh diều tuổi thơ quay nhẹ nhàng trong những chiều hoàng hôn thật đẹp và lãng mạn đã thu hút chúng tôi từ lâu. Và hôm nay, chúng tôi quyết định chọn trạm radar 29, trung đoàn 290, sư đoàn phòng không 375 đang canh giữ bầu trời tại khúc ruột miền Trung Tổ quốc để thực hiện chuyến trải nghiệm đầu tiên của chuyến hành trình này. Đỉnh bán đảo Sơn Trà của thành phố Đà Nẵng cao 621m so với mực nước biển, quanh năm mây trắng. Từ thành phố Đà Nẵng nhìn lên sẽ thấy rất rõ ba quả cầu màu trắng như ba quả trứng ai đã mang đặt lên đỉnh núi. Nhưng đó là một mắt thần bao quát cả một vùng rộng lớn, vùng biển trời miền Trung. Trời ngả bóng chiều, sương đã xà xuống mặt đất. Những quả cầu khổng lồ như những quả trứng màu trắng kia cũng dần bị che khuất trong màn mây dày đặc. Lúc chúng tôi đến cũng là thời gian các anh đang vào cao điểm đợt huấn luyện căng thẳng. Đất trời bao la, những máy bay bay trên đó đều có đường đi theo quy định hẳn hoi. Giờ nào, bay đến đâu, bay như thế nào, bay hay chưa bay, mọi hoạt động hàng không dù trong nước hay quốc tế hoạt động trên bầu trời
đều được trạm quản lý, kiểm soát chặt chẽ. Để Tổ quốc không bị bất ngờ vì các tình huống trên không, các cán bộ, chiến sĩ trên trạm radar 29 luôn phải sẵn sàng canh trực 24/24 giờ. Cùng với đó, trạm đã duy trì nghiêm nề nếp chế độ canh trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời từ sở chỉ huy đến các đài radar, nhất là trong dịp sẵn sàng chiến đấu, tăng cường bảo vệ các sự kiện trọng đại của đất nước. Những năm qua, trạm đã thường xuyên nắm chắc tình hình trên không, trên biển. Ngoài nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, trạm radar 29 còn có nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là dẫn đường cho các máy bay chiến đấu. Do nhiệm vụ đặc thù riêng, nên bộ đội radar luôn luôn trong tình trạng chiến đấu và tập trung sẵn sàng đến mức cao độ. Bởi hiện nay, nhiều loại máy bay hiện đại với tốc độ bay còn nhanh hơn tốc độ âm thanh, nên thiếu cảnh giác trong tích tắc, không phận sẽ bị xâm phạm. Đây là thời gian hiếm hoi của Thiếu tá Phạm Minh Quế, trạm trưởng, trạm radar 29, được thư thái ngắm vẻ đẹp của bán đảo Sơn Trà. Anh là người con của quê hương Quảng Bình, đã gắn bó với nơi này hơn 10 năm. Nhưng vợ con anh hiện vẫn sinh sống tại quê nhà Quảng Bình. Dẫu biết rằng công tác xa gia đình là xa cách tình cảm hậu phương, là thiếu thốn bàn tay chăm sóc của người vợ hiền, là chấp nhận những hy sinh, thiệt thòi từ cả hai phía. Nhưng anh luôn tự hứa với lòng mình phải luôn vững vàng vì tính chất quan trọng của nhiệm vụ và trách nhiệm với Tổ quốc, với truyền thống gia đình. Hơn thế, vợ anh cũng rất thấu hiểu và chia sẻ với đặc thù nhiệm vụ của chồng, luôn là hậu phương vững chắc để giúp anh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Anh tâm sự, do yêu cầu của nhiệm vụ nên một năm cán bộ chiến sĩ của trạm mới về phép một lần. Nhiều khi nhớ gia đình, vợ con, các chiến sĩ cũng chỉ gửi lời yêu thương theo những cánh sóng viễn thông. Lính radar là thế. Khi giao lưu với các chiến sĩ, chúng tôi mới biết, tưởng là đóng quân ở một thành phố lớn, các chiến sĩ sẽ đỡ vất vả. Nhưng không phải thế, bởi khí hậu ở đây cũng rất khắc nghiệt. Vào mùa khô thì thiếu nước, vào mùa đông thì hơi muối từ biển bốc lên, độ ẩm cao cũng khiến anh em mệt mỏi. Các anh sợ nhất là mùa đông mây mù, cách 5 mét chẳng nhìn thấy nhau. Xung quanh chỉ là màn sương dày đặc, cả tuần, cả tháng như vậy, mọi thứ cứ như trong mây. Chúng tôi là khi nào phải đóng cửa để trong quá trình là cũng được mây phủ, và hai nữa là anh em cũng hoạt động bên ngoài, chỉ hoạt động trong khu vực đơn trong nhà. Trước khi chia tay các anh, chúng tôi được ngắm thành phố Đà Nẵng từ trên đỉnh núi Sơn Trà này. Thành phố về đêm đẹp quá, và trong vẻ đẹp lộng lẫy bình an kia có công đóng góp không nhỏ của những người lính gác trời nơi đây, trạm radar 29. Và chỉ thế thôi đã đủ làm nên một sự khác biệt rồi. Cảm ơn các anh, những người lính canh trời trên đỉnh Sơn Trà, đã cho chúng tôi một trải nghiệm thực sự thú vị, khó quên. Trạm radar 30 trên đảo Phú Quốc đón chúng tôi bằng những cơn mưa bất chợt. Thời điểm này, khu vực biển đảo Tây Nam đang bước vào mùa mưa. Do đóng quân độc lập trên đồi cao, nên mọi hoạt động, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ trên đây gần như tách biệt với khu vực dân cư. Cũng như trạm radar 29 trên bán đảo Sơn Trà, trạm radar 30 Phú Quốc, chúng tôi cảm nhận được ở các chiến sĩ tinh thần lạc quan và tràn đầy quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ quan sát, phát hiện, bảo vệ bình yên cho vùng biển đảo Tây Nam của Tổ quốc, tác phong nhanh nhẹn, nề nếp, lấy kỷ luật là sức mạnh của quân đội, chính là những gì chúng tôi thấy ở mỗi người lính ngày đêm bám biển tại trạm radar 30 này. Là trạm tiền tiêu phía Tây Nam vô cùng quan trọng, nhiệm vụ chính của đơn vị là quan sát, phát hiện, nắm tình hình trên biển, trên không và nội địa trong phạm vi được giao. Khu vực đơn vị đảm nhiệm quan sát giáp ranh với nước bạn Campuchia
nên tàu thuyền qua lại hoạt động nhiều. Không một chuyến bay nào, một vật thể lạ nào khi bay vào không phận quản lý của những trạm radar tiền tiêu bị bỏ lọt mục tiêu. Để Tổ quốc không bị động bất ngờ từ trên không, những người lính canh trời ở Tây Nam phải dán mắt 24/24 giờ trên màn hình huỳnh quang. Chúng tôi thấu hiểu công việc và nhiệm vụ căng thẳng của các trắc thủ radar. Để Tổ quốc không bị bất ngờ, nhiệm vụ của các chiến sĩ radar là rất thiêng liêng. Đến với mỗi trạm radar, mỗi người chúng tôi mang trong lòng một cảm xúc riêng, nhưng đều chung một niềm cảm phục, trân trọng vô cùng những cống hiến, hy sinh của cán bộ chiến sĩ nơi đây. Tuy xa nhà, nhưng ở đây tất cả coi nhau như anh em trong gia đình, luôn động viên, giúp đỡ nhau lúc vui buồn, khó khăn. Ở trạm 30 này, chúng tôi được anh em giới thiệu Đại úy Lê Xuân Quý. Anh đã có thâm niên hơn 20 năm công tác tại trạm. Nhiệm vụ chính của anh là phụ trách hệ thống điện và lái xe cho trạm. Anh được các chiến sĩ coi như người anh cả của gia đình trạm 30. Bởi vốn sống và sự khiêm tốn giản dị của anh đã truyền thụ cho nhiều thế hệ chiến sĩ trẻ không ngừng tiến bộ trưởng thành. Trò chuyện với chúng tôi, anh Quý luôn tâm niệm rằng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thì trước hết phải yêu công việc mình đang làm. Có yêu nghề thì mới tích cực học hỏi để không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ. Sau khi nhận nhiệm vụ vào tháng 6 năm 1996, tôi được điều động ra nhận công tác ở trạm radar 30. Thời gian đó thì đơn vị và huyện đảo này còn rất là hoang sơ, về đời sống vật chất rất là khó khăn. Xong bên cạnh đó thì tôi cùng anh em đơn vị đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, và chúng tôi cũng rất là yêu và gắn bó mảnh đất này cho đến ngày hôm nay. Âm thầm tận tụy với công việc, chúng tôi tin rằng anh luôn là điểm tựa vững vàng, mãi là người anh cả gần gũi, chân tình của lính trẻ nơi đây. Một ngày trên trạm radar 30 đã cho chúng tôi cảm nhận thêm về cuộc sống rất đổi bình dị mà đầy yêu thương của các chiến sĩ. Đất liền hãy yên tâm, ở trên những đỉnh núi cao vời, đôi mắt thần canh biển vẫn luôn ngày đêm làm việc chăm chỉ, sẵn sàng hy sinh vì sự bình yên của Tổ quốc, của nhân dân. Thì đối với trạm thì đó là một trách nhiệm và đó là một niềm tự hào đối với người cán bộ chiến sĩ của trạm radar 30. Chúng tôi xin hứa trong thời gian sẽ huấn luyện cho bộ đội sẽ duy trì và chấp hành nghiêm các quy định và quản lý chặt chẽ quân chơi, không để Tổ quốc bị bất ngờ trước các tình huống trên không. Radar thực sự là tai mắt của Tổ quốc, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng trời, vùng biển, đảo của Tổ quốc, để ngọn cờ Tổ quốc mãi mãi được bình yên. Tạm biệt các trắc thủ radar trạm 30, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình đến với bộ đội tên lửa, vốn được gọi bằng cái tên thân yêu, Rồng Lửa. Đó cũng là nội dung tiếp theo của hành trình ký sự này.